Theo đó, vào hồi 17 giờ ngày 8 tháng 8, tại khu vực thôn Soi Đát, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, một tàu cuốc của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại dịch vụ Toàn Thắng, khi khai thác cát sỏi dưới lòng sông Gâm, đã bị một số người dân đốt cháy. Mặc dù là người trưởng nhà thôn thật nhưng mà không lãnh đạo được việc này, dân nó bức xúc quá, đã kéo đến và đã đuổi tàu vẫn còn ngang nhiên vẫn khai thác, tiếp tục khai thác ấy, thì dân quá bức xúc, thì dân nó ba thôn cơ, phải một thôn. Đấy. Thì lúc em đến thì thấy dân nó kéo đi đông, thấy mà tàu cháy rồi thì em lên thì tàu thấy đang bốc khói. Trước đó vào ngày 25 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Vân đã thành lập tổ công tác kiểm tra những khu vực doanh nghiệp được cấp phép khai thác. Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị này chưa khai thác nên chưa thả phao báo ranh giới khai thác cát sỏi theo đúng mốc tọa độ được cấp phép và cũng chưa có thông báo để Ủy ban Nhân dân xã cử người kiểm tra, giám sát trong quá trình hoạt động. Theo người dân nơi đây, nguyên nhân khiến một số người dân đốt tàu khai thác cát là do đơn vị này khai thác cát sỏi gây sạt lở bờ bãi, ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp của người dân. Mặc dù người dân đã cảnh báo nhiều lần, nhưng đơn vị này vẫn tiến hành khai thác cát khiến người dân bức xúc. Nói hôm qua là cái đợt đốt tàu này là lên đến đỉnh điểm rồi. Bởi vì nói thẳng mà nói thì nó xảy ra một cái giai đoạn quá nhiều mà hai bên cũng có những lúc ngồi lại để là họp hành bàn bạc nhưng mà không thống nhất được. Bởi vì dân người ta không cho làm nhưng mà họ cố tình làm. Mà cố tình làm thì là dân người ta phản ứng, người ta sạt lở rất nhiều cái diện tích canh tác soi bãi của chúng tôi. Thế người dân chúng tôi rất là bức xúc. Rất nhiều lần là chúng tôi gọi tàu sang để đàm phán, thế nhưng mà các anh ấy vẫn cố tình để khai thác. Thậm chí là cũng đã có những lần là chúng tôi tổ chức dân ra là đuổi tàu. Thế nhưng mà cũng chỉ được một vài hôm thì các anh ấy lại hoạt động lại. Trước sự việc trên, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Vân đã tuyên truyền vận động người dân không nên có những hành động quá khích gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Sau cái sự việc này thì về phía đảng ủy cũng chỉ đạo cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp cùng với chính quyền địa phương, các cấp các ngành đến tuyên truyền vận động bà con nhân dân, đặc biệt là nhân dân thôn Vân Giang chấp hành chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, nên không nên có những hành động quá khích. Để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương cũng như để hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang sớm điều tra làm rõ nguyên nhân và có hướng xử lý vụ việc.